Có một câu hỏi mà Tommy and UK đã nhận được rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, đó chính là đi du học thì cần những gì? Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi đó nhé. Khi đã xác định được mục tiêu du học, điều đầu tiên bạn cần làm đó chính là liên hệ với Tommy and UK. Chúng mình tư vấn và hỗ trợ nộp hồ sơ hoàn toàn miễn phí. Tommy UK hỗ trợ bạn nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng tại Anh, Úc, Mỹ và Canada. Bên cạnh đó, chúng mình còn có trụ sở bên Anh nên có thể hỗ trợ và đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập tại UK. Bước thứ hai, trong quá trình tư vấn, Tommy UK sẽ hỗ trợ bạn xác định được ngành, trường và đất nước bạn muốn tới phù hợp theo cá tính và con người của bạn. Nhận được những tư vấn từ Tommy UK, bạn sẽ đến với bước thứ ba, đó chính là chuẩn bị hồ sơ học thuật. Ở đây, bạn sẽ cần chuẩn bị IELTS, GPA và cũng như là một hồ sơ ngoại khóa gây ấn tượng đối với các nhà tuyển sinh. Đây sẽ là một hành trình dài, nhưng đừng lo, Tommy UK sẽ ở bên bạn. Hồ sơ tài chính mạnh cũng sẽ là một điểm cộng cho du học sinh khi ghi danh vào các trường đại học quốc tế. Vậy nên, song song với việc tìm tòi bản sắc cá nhân và một bộ hồ sơ học thuật đầy ấn tượng, việc chuẩn bị tài chính từ sớm cũng rất quan trọng. Bởi lẽ, mỗi trường, mỗi quốc gia đều có yêu cầu riêng biệt. Tommy UK luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ tài chính. Nhiều trường đại học trên thế giới ngoài hình thức tuyển sinh qua bài luận, video cá nhân cũng được yêu cầu để tăng tính cá nhân hóa nhằm hiểu rõ ứng viên và có một đánh giá tổng quan. Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ học thuật, hoạt động ngoại khóa, luận và video cá nhân, bạn sẽ đến với bước thứ 5, đó chính là submit lá đơn ứng tuyển. Và nếu như nhà trường có yêu cầu những bằng phỏng vấn đầu vào, Tommy UK sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị và cũng như là luyện phỏng vấn qua các bằng phỏng vấn thử nhé. Sau khi submit lá đơn ứng tuyển, nếu như nhà trường cảm thấy bạn là một ứng viên phù hợp và sẵn sàng trả đón bạn đến năm học tiếp theo, thì bạn sẽ nhận được một lá thư, đó chính là Conditional Offer, hay còn được gọi là thư mời nhập học có điều kiện, và du học sinh hoặc cũng như các bạn học sinh nói chung sẽ cần hoàn thành những nghĩa vụ có trong thư. Ở đây có thể là hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí cho năm thứ nhất hoặc là đặt cọc giữ chỗ. Và khi bạn đã hoàn thành nghĩa vụ có trong thư, bạn sẽ nhận được đó chính là Unconditional Offer, thư mời nhập học chính thức. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với chuẩn bị visa thôi. Khi đã bắt đầu làm visa, du học sinh hầu hết sẽ cần chuẩn bị hai yếu tố. Thứ nhất, đó chính là thư mời nhập học không điều kiện hay còn được biết đến là thư mời nhập học chính thức. Và thứ hai, đó chính là CIS. Ở một số trường đại học sẽ phỏng vấn trước khi cấp CIS. Tommy UK sẽ hỗ trợ bạn trong việc làm visa và ở đây bạn sẽ không mất bất cứ chi phí nào ngoài chi phí làm visa. Tommy UK khuyên bạn nên làm visa càng sớm càng tốt, ngay khi nhận được thư mời nhập học không điều kiện hay còn được gọi là thư mời nhập học chính thức, bởi lẽ quá trình xét duyệt sẽ khá là phức tạp và hầu hết sẽ cần ít nhất là 1 cho đến 2 tháng để duyệt đơn. Và ở đây là một số feedback đến từ khách hàng và cũng như là các bạn du học sinh mà Tommy UK có cơ hội và có may mắn cũng như vinh dự được đồng hành. Các bạn đó hiện nay đang trong hành trình phát triển và cũng như theo đuổi ước mơ của mình. Và sau khi đã có visa, chúc mừng bạn, hãy chuẩn bị cho hành trình du học nhé. Cảm ơn bạn đã đón xem. Thật ra Tommy UK để nhận được thông tin mới nhất về du học Anh, Úc, Mỹ và Canada nhé.